Trở lại với những thông tin về thời tiết. Hôm qua thì mưa lớn đã gây ngập và sạt lở ở Thừa Thiên Huế. Không biết là mưa lớn ở Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung sẽ còn kéo dài đến bao giờ vậy chị Hương Liên? Vâng, mưa lớn ở Thừa Thiên Huế cũng như là khu vực Trung và Nam Trung Bộ dự báo là sẽ còn kéo dài đến thứ hai tuần sau. Trong đó giai đoạn cao điểm là hôm nay và ngày mai. Tại tâm mưa Quảng Trị tới Quảng Ngãi sẽ mưa thêm từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 200 mm nữa. Đến thứ hai thì khu vực Hà Tĩnh tới Quảng Ngãi sẽ có mưa khoảng 50 đến 100 mm và có nơi trên 100 mm. Do mưa lớn, một đợt lũ khả năng sẽ lên trên các sông từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận trong hôm nay và 3 ngày tới. Bên cạnh đó là nguy cơ rất cao gây ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn đồi núi dốc đứng. Bà con hãy chú ý những dấu hiệu sạt lở đất, lũ quét như là mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, nước sông suối đổi màu từ trong sang đục, âm thanh lạ trong lòng đất. Khi nhìn hoặc nghe thấy những dấu hiệu này, hãy chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm. Vâng, như vậy là mưa lớn ở miền Trung sẽ còn duy trì ít nhất là 2 ngày nữa. Thế còn diễn biến mưa ở các khu vực khác trên cả nước thì sao vậy chị Hương Liên? Và khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo là cũng sẽ có mưa trong chiều nay. Thậm chí vài nơi ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và ven biển của miền Tây Nam Bộ thì mưa có thể xảy ra ngay từ sáng. Sau 1 giờ chiều, mưa sẽ mở rộng ra các nơi khác, cảnh báo có nên mưa to, tiềm ẩn gió giật và sấm sét đi kèm. Trái lại ở Bắc Bộ, dự báo không mưa, trời thậm chí còn nắng hanh vào trưa chiều với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố là từ 17 đến 22 độ. Đồng thời độ ẩm trong không khí sẽ giảm thấp, nhiều nơi ở đồng bằng có thể dưới 50%. Trên biển, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông lốc xoáy. Riêng vùng biển phía tây khu vực này, gió có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn ở huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vâng, xin được cảm ơn chị Hương Liên ạ. Và với tình hình mưa lớn liên tục tại một số tỉnh miền Trung từ khu vực Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi thì quý vị hãy lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.